cá nhìn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, xin chào 500 anh em. Và ngay phía sau Lưu Duy lúc này chính là chiếc Ferrari F430. Còn bên trong kia là chiếc Lamborghini Gallardo LP574 Super Lega, là một trong những chiếc Lamborghini LP574 Super Lega độc nhất tại Việt Nam hiện nay. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đi một vòng để xem hai chiếc siêu xe này đang thích gì để cùng hòa nhập vào dòng người cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay tham dự cái trận đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vâng, hai chiếc xe đang nằm tại số 3 Điện Biên Phủ, phải nói là rực một góc luôn ạ, quá là đẹp và cũng siêu sexy. Ở phần nắp capo phía trước của hai mẫu xe này thì hiện tại chủ nhân đang dán hai lá cờ, cờ đỏ sao vàng của quốc kỳ của Việt Nam, và dự rằng sẽ hòa nhập cùng với cả dòng người vào buổi tối nay ăn mừng. Đã đỗ lại đèn xanh đèn đỏ và chụp hình để đăng lên trang Facebook cá nhân. Phải nói là góc phố Điện Biên Phủ ngày hôm nay có lẽ sẽ là cái góc phố mà đẹp nhất. Bên đây thì là một chiếc Ferrari F430, bên này là chiếc Lamborghini. Còn... Wow. Điếu xả hay quá anh ạ, hay quá. À, ngay phía đằng sau bên kia là chiếc F12, anh chủ cũng đang chuẩn bị dán để can sao vàng lên chiếc F12 đỏ của mình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiếc F12 luôn. Đây. F12 biển cũng siêu đẹp luôn. Bên này là chiếc Kia Morning biển 5.7 nha quý vị và các bạn. Hiện tại thì xe đang có mặt tại số 11 Điện Biên Phủ. Và ngay bây giờ thì đã có chiếc Lamborghini vừa tới. Chiếc này là chiếc Lamborghini Master, mui trần nhưng mà là mui cứng ạ. Wow, chiếc này mới thay bộ la răng mới này, LP704. Wow, đẹp vãi. Ui, đẹp quá luôn đấy. ADV1. Anh ấy chiếc này mới thay la răng hả anh? Con này à? Đã. Ui, thề luôn. Cái màu hợp kim này nó đẹp dã man luôn. Con thấy có đẹp không con? Hả? Có đẹp không? Thấy bình thường á? Ơ con đi vào đi, ở ngoài lắm xe á. Đi vào như này. Và chiếc Lamborghini này cũng đang được anh chủ
dán đề can sao vàng. Chắc chắn rằng đây sẽ là những mẫu xe mà anh chủ đem đi bão đêm ngày hôm nay. Và các bạn cũng đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin, những video, những hình ảnh mới nhất về những chiếc supercar này có mặt ở trên đường phố Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng ghi lại thật nhiều những khoảnh khắc về những chiếc siêu xe này để gửi tới quý vị và các bạn. Ôi, cái đèn. Đây là hai giải đèn LED. Còn đây là những cái bóng LED ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bóng LED. Và bóng pha cốt ở đây cũng là bóng LED luôn. Trời ơi, đẹp quá. Duy đang đi đường đi qua đây nhìn thấy ngay một góc phố đỏ rực. Thế là liền phi xe vào và rút điện thoại ra quay lại ngay, không thể để lỡ được những cái hình ảnh tuyệt vời như thế này ở trong cái ngày phải nói là vô cùng cảm xúc. Khi ngay tối nay thôi, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức ra sân để mang lại những bàn thắng, những tỷ số vẻ vang cho Tổ quốc. Dự rằng tối nay sẽ là một trong những trận đấu vô cùng quyết liệt và sẽ cháy sáng rực lửa ở trên sân vận động Mỹ Đình bởi những pha sút, bởi những cú sút và những pha tranh chấp bóng không hề khoan nhượng của hai đội tuyển, là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tối ngày hôm nay. Đây, có một thông tin rất thú vị mà Duy muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Chính chiếc Lamborghini này là chiếc mà hôm trước đã bị bắt lửa ở phần đuôi xe, nhưng mà đã rất kịp thời dập. Chiếc cánh gió carbon, và ngay khi Duy đứng đây thôi, Duy đã cảm nhận được cái sức nóng, cái hơi nóng từ khối động cơ này tỏa ra. Và chiếc xe đã đỗ được khoảng gần 10 phút rồi, mà chỉ cần tiến lại gần hơn một chút thôi, phải nói là một khối động cơ vô cùng uy lực. Với một nền sơn màu đỏ như thế này thì không có gì đẹp hơn, như chúng ta chỉ cần điểm xuyết thêm những ngôi sao màu vàng. Quá tuyệt vời. Một ngày vô cùng cảm xúc mà lại được gặp rất nhiều những chiếc siêu xe đổ tại đường phố Việt Nam, và chắc chắn rằng tối nay sẽ là một đêm không ngủ của Hà Nội. Tất cả chúng ta đều đang hướng về sân vận động Mỹ Đình, sân vận động quốc gia Việt Nam. Chiếc Kia Morning này cũng vô cùng nổi bật khi được gắn bộ body kit và sở hữu hai ống xả kèm theo một chiếc biển. Không thể nào mà tuyệt vời hơn được nữa. 30E ngũ 7 đỗ kẹp giữa một chiếc Ferrari F12 và chiếc Lamborghini Roadster LP574, là duy nhất ở Việt Nam luôn. Phải nói là những anh chủ xe là những người nuôi dưỡng đam mê và quyết định đưa những chiếc xe này về Việt Nam để sở hữu, để ngày hôm nay chúng ta có thể chiêm ngưỡng được những siêu phẩm của làng
xe thế giới. Quá đẹp phải không ạ?